Hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Mới đây, chi đoàn cơ sở, các sở, công thương, tư pháp, giao thông vận tải và trường chính trị cũng đã tổ chức về nguồn trồng cây tại xã biên giới Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng. Tại đây, các đoàn viên thanh niên và người dân trong xã đã trồng trên 500 cây hoàng yến dọc theo tuyến đường 831. Đây là hoạt động ý nghĩa và thường xuyên của tuổi trẻ các chi đoàn trên với mong muốn đem lại diện mạo xanh, sạch, đẹp cho các vùng nông thôn. Các chi đoàn cũng được biết là cái tuyến đường này là tuyến đường kiểu mẫu của Vĩnh Bình. Trong thời gian qua thì cũng thực hiện trồng rất nhiều cây xanh, nhưng mà qua đó cũng thấy cây xanh nó cũng xuống cấp. Cho nên các đơn vị phối hợp với nhau tặng 500 cây xanh để góp phần xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của xã Vĩnh Bình cũng như huyện Vĩnh Hưng. Góp phần xây dựng cái địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp và an toàn. Được biết đây là tuyến đường hoa kiểu mẫu được Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình xây dựng và duy trì từ năm 2020 cho đến nay, kéo dài khoảng 10 km, dọc theo tuyến đường 831, được trồng các loại hoa, cây xanh như mười giờ, hoàng yến, phượng vĩ, v.v. Ủy ban cũng có vận động xã hội hóa, rồi cũng có sự hỗ trợ của các đoàn đến thăm, tặng quà hỗ trợ. Bên cạnh đó là về cái mặt hỗ trợ cây xanh cho địa phương cũng rất là nhiều, tầm khoảng là cỡ chừng trên 2.000 cây rồi. Hiện thì đến hôm nay là cảnh quan trên địa bàn xã thì cũng được bao phủ bởi cái màu xanh của những cái cây như cây sao, dầu, rồi các loại hoa. Cũng trong dịp này, các chi đoàn còn đến trao tặng sách cho thư viện và 50 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình.